mình đang sử dụng chức năng thổi, còn lại mình dùng cái cổng kết nối ấy. Điện thôi nó vào lỗ. Hai cái lỗ to ở đằng sau. Mình kết nối vậy. Sắc vậy. Dạ, có 4 giây thôi. Không phải mất. Đó, sau đó mình sẽ tiến hành thổi. Sao nó kêu thì mình hai bên đường. Sao nó lại gọi gì để hút. Đó. Điều chỉnh thời gian hút này. Đây điều chỉnh cái thời gian mà mình hàn túi này. Túi dày mỏng thì mình sẽ điều chỉnh thời gian ở đây. Còn muốn hút kiệt hay không thì mình sẽ điều chỉnh thời gian ở đây. Hiện tại là đang 4 giây hút và 3 giây hàn. Khi mà cài đặt xong ấy. Ấn start sau này. Đó, sau khi nó hút xong là sẽ tự hàn. Đét luôn. Thật chắc.